Ok, bắt đầu cho chương trình. Hôm nay là chương 17. Chapter 17, Names. Names là tên. Tên. Và đây là những tên mà nổi bật hay thường dùng. What's her name? Okay. Her name is Helen. Her name is Helen. Những cái tên thông dụng ở Mỹ ta hay xài. So, can you tell me or read for me, please? Alright. Loud, lớn lên. Again, John, Matthew, Jason, Helen, Mary, Kevin, Tom, Tom and Jerry. Ai thích Tom and Jerry không? Chuột mèo á, phim cartoon, hoạt họa chuột mèo á. Meow. Tom and Jerry, my favorite. Mình hồi nhỏ đi học về thích coi Tom and Jerry lắm. Ok, Emily, Jessica, Susan, ok. Nhiều tên lắm nhưng mà đây là những tên thông dụng đại khái. Cái này là có 10 chữ, 10 tên nhưng mà có hàng trăm tên thông dụng. Đại khái vậy thôi. What's your name? What's chữ T này bị chìm xuống nha. What's chữ S này nổi bật lên. What's your name? My name is John. John. J. John. John, okay? What's her name? Cái chữ J này Việt Nam mình không có cho nên nhiều người bị vấp hay bị đánh vần sai, hay đọc sai chữ đó, okay? What's her name? Her name is Susan. Susan. Mình có nghe Suzanne. Nhiều người đọc Suzanne. Suzanne or Susan. Okay. Learn là học. My, yours, his, her. My, your, his, her. Cái này là thuộc về tôi. My là của tôi. Yours là của bạn. Your là của bạn. His của anh ta, her của cô ta, thuộc về của người nào đó, ok, là mình dùng chữ my, your, his, her, ok. And look at the note, nhìn cái chữ note ở dưới. What's là viết tắt cái chữ what is a what's, same thing. Wait a minute. Okay. All right. Make a question. Is his name Jason? Anh ta phải Jason không? Yes, he is. No, he isn't. Is her name Emily? Emily, okay? Emily? Is her name Emily? Yes, it is. No, it isn't. Emily. Không phải đọc Emmy nha. Đừng đọc Emily mà đọc Emily. Emily. Okay?
Có câu chuyện mình nhớ lại, thắc cười lắm. Thằng cháu nó tên là Tommy Lee, Tommy Lee, Tommy Lee ha, là con trai. Tommy là cái tên cũng rất là nổi tiếng ở Mỹ, nhiều người dùng Tommy lắm, tên rất là hay. Nó tên là Tommy Lee. Nó về Việt Nam nó bị bệnh á, vô nhà thương á thì nó ngồi nó chờ, rồi mấy người gọi nó vào á, gọi là Tô Mỹ Lệ, Tô Mỹ Lệ. Nó ngồi nó không biết, má nó cũng không biết là kêu ai nữa. Tô Mỹ Lệ là tưởng đâu con gái, tên của con gái nào Tô Mỹ Lệ. Mà ngồi đổi rồi nó mới biết, Tommy Lee chắc cũng đọc Tô Mỹ Lệ đó. Anyway, đọc sai là không ai hiểu gì hết. Đấy. Ok. Lên đi vớ. Vớ là động từ. Call. Call. L. L. Call. Cái lưỡi đưa lên trên. Call. Calling. Cord. Cord. Call. Calling. Cord. Cord. Cái này cũng khó đọc nha. Call. 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 Lên phía sau nha. Call. Calling. Cord. Cord. You can call him Jason. 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 Whatever. Okay? I will be calling you tomorrow at 9:30 a.m. I will be calling you tomorrow at 9:30 a.m. 9:30 a.m. là 9 giờ sáng, 9 rưỡi sáng. Ngày mai tôi sẽ gặp, tôi sẽ gọi bạn. Ngày mai tôi sẽ gọi bạn vào lúc 9 giờ rưỡi sáng. Mỹ này hay dùng chữ AM và PM. PM là buổi trưa, AM buổi sáng. Kevin called Mary yesterday. Kevin called Mary yesterday. Called có chữ đi nghe. Called. Kevin called, called, called Mary yesterday. Helen, Helen hasn't called Matthew back yet. Helen hasn't called Matthew back yet. Cái này hơi khó đọc, quý vị đọc tập đọc đọc này à. Helen hasn't called Matthew back yet. Back 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 yet. Yet là Helen chưa gọi Matthew, chưa gọi lại cho Matthew. Matthew, Matthew. 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 Chứ phải Matthew nha, không phải Matthew. 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 A household name. A household name. A household name. Household là người chủ nhà. Meaning nghĩa là to describe someone famous who everyone knows. To describe someone famous who everyone knows. Nhưng mà cái chữ này là chữ một cái trạng thái diễn đạt thì nó nghĩa nó khác, nó không còn là người chủ nhà nữa. A household name nghĩa là to describe someone famous who everyone knows, là cái diễn tả cho một người nào đó rất nổi tiếng và nhiều người biết đến. Một người nào đó nổi tiếng và nhiều người biết đến là a household name. A household name. A household name mean he is famous. He is famous là nổi tiếng, ok? Famous, nổi tiếng. Ok, at the bottom. The actor became a household name after he won an Oscar for his performance. Okay, read again for me. The actor became a household name. Người nghệ sĩ đó thành một cái tên nổi tiếng, đã đoạt được cái tên nổi tiếng after he won an Oscar. Okay. After he won an Oscar for his performance. Sau khi anh ta thắng giải Oscar trong cái
cái diễn kịch của anh ta. Ok, remember, an Oscar, vowel, nguyên âm. Oscar phải dùng là nguyên âm, phải dùng chữ an, ok, an Oscar. Ok, the actor became a household name after he won an Oscar for his performance. Performance, performance, performance. You P dưới nha. Performance, performance nghĩa là diễn đạt được, diễn đạt là performance. Nó dùng cho nhiều cái nghĩa lắm. Perform, like I am perform something in front of you. Tôi đang diễn đạt trước mặt quý vị. Hay là perform, a doctor perform a surgery. Perform chữ này nghĩa là bác sĩ đang mổ một bệnh nhân nào đó, cũng gọi là performs, ok? Một chữ nhưng mà nó diễn ra cho nhiều cái tình trạng khác nhau. Performance. A soccer player performed well today. Là người mà cầu thủ đá banh rất là giỏi hôm nay, cũng gọi là perform, ok? Ok, fill in the blanks, điền vào chỗ trống. What's your name? What's your name? My name is Susan. My name is Susan. Susan là tên gọi của Quyên. Bà Quyên đi làm nail gọi, người ta gọi là Su. Su là viết tắt là Susan. Ok, what's his name? What's his name? His name is Tom. His name is Tom. His name is Tom. Tom có thể là viết tắt cho Tommy. Tommy viết tắt cho Tom. I mean, okay, you know what I mean. What's his name? What's your name? Tại vì my là me. So câu hỏi là what's your name? What's your name? What's your name? My name is Ricky. My name is Tuan. My name is Tuấn. My name is Tuan. My name is Tuan. Tuấn không ai Mỹ đọc được. Mỹ không bao giờ đọc được chữ Tuấn. Nó không có dấu Tuấn lên tiêu sắc được. Nó là Tuan. Bây giờ chữ T. Chữ T nó đọc cũng không được. Nó đọc thành chữ thờ thôi. Tuấn nó đọc được mà nó đọc Tuan. Tuan. TH nó đọc thành chữ TH. Okay, what's her name? So người Mỹ đọc tiếng Việt mình không được, người Việt mình đọc tiếng Mỹ cũng không được, cho nên mình phải tập sao cho đọc cho nó dễ hiểu với nhau, ok? Không cần phải hoàn toàn chính xác nhưng mà phải hiểu, tập cho hiểu, học phải học cho hiểu, phải nói người ta hiểu, ok? Yes, you can. What's the okay? The poster, I have a poster. Say so, yes, you can. What's her name? What's her name? Her name is Elizabeth. Elizabeth. Her name is Jessica. Her name is Cindy. Cindy cũng nổi tiếng lắm. I like Cindy. Name rất là hay. Her name is Cindy. Her name is Rosemary. Her name is Nina, her name is bây giờ không nhiều quá không nhớ hết luôn. Okay, forget it. Is his name John? Is his name John? Yes, it is. Yes, it is. Is her name Jessica? Is her name Jessica? No, it isn't. No, it isn't. Is her name Samantha? Is her name Samantha? Or is her name Amanda? Is her name Amanda?
Yes, it is. Yes, it is. Okay, number 8 is Kevin. Is his name Kevin? Kevin là con trai, cho nên phải đặt là his. Is his name Kevin? Is his name Kevin? No, it isn't. No, it isn't. It right here, okay? No, it isn't. Is his name, or maybe, or he isn't. Is his name Kevin? Tên ông ta là Kevin hả? Không phải, thì no, he isn't. No, he isn't. I think he isn't. He right here. You, what do you think? What do you think? It or he? It or he? Vote. It, he. It, he. Is his name Kevin? No, it isn't. Or no, he isn't. I don't want thưởng. Thưởng $1. $1. Nói đúng à? Text me, okay? You guys text me. The answer is it or he. Then if you write, you get $1. Good? All right. That's all I can afford, $1. Ok. Rồi, xong hôm nay là 17, đã xong 18, kế tiếp more places, địa điểm, thêm địa điểm mới. And thank you for watching and continue learning. Chúc quý vị một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị sau. Hôm nay mình chấm dứt hôm nay. Mình không có làm hơn video nữa. Một ngày làm 3 cái. Mỏi miệng luôn, khát nước quá. Uống nước đã.